Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều thành công và may mắn. Kính thưa quý vị, đảng Dân Chủ thấy viễn cảnh thất bại của mình qua những chiến lược của Đảng Cộng Hòa trong đại hội quá vượt trội kính thưa quý vị đại hội quốc gia đảng cộng hòa vừa kết thúc trong sự thành công vang dội những chính sách và chiến lược của tổng thống trump và đảng cộng hòa trong nhiệm kỳ tới đã được toàn thể người dân mỹ ủng hộ và tin tưởng trái lại joe biden và đảng dân chủ không đưa ra được một chính sách rõ ràng nào họ chỉ biết dùng toàn thời gian để nói xấu và lăng mạ tổng thống trump nhìn những chiến lược được Tổng thống Trump và Cộng sự đưa ra, phe Dân Chủ chỉ biết cúi đầu mà chấp nhận cho cuộc đua vào tháng 11 này. Nhưng những Pelosi và Obama, những kẻ đứng sau Joe Biden sẽ không để yên. Họ đang tìm cách để vớt vát những hy vọng còn lại. Vì vậy, để đánh bại Tổng thống Donald Trump, đảng Dân Chủ và Joe Biden chỉ còn hai bí kíp là gia tăng đổ thừa Donald Trump gây ra đại dịch khung flu và làm sụp đổ nền kinh tế Hoa Kỳ. Ở chuyện đổ thừa về đại dịch khung lưu thì bên đảng Cộng Hòa và Donald Trump đã nhiều lần khẳng định kẻ thù là Trung Quốc. Và chính quyền Tổng thống Trump đã ngay từ đầu ban bố lệnh cấm du lịch từ Trung Quốc, nhưng đảng Dân Chủ và Joe Biden lại cho rằng đó là hành động kỳ thị của Donald Trump. Chuyện số ca chết tăng cao là do di sản tồi tàn của Obama để và việc các thống đốc dân chủ không cùng với chính quyền liên bang tiền hô hậu ủng hộ cũng là nguyên nhân làm bùng phát đại dịch khung lưu. Theo đó là sự ủng hộ các nhóm bạo loạn Antifa và Black Lives Matter xuống đường tập trung quấy rối làm sự gia tăng lây nhiễm cao hơn. Giờ chỉ còn quay sang đoàn tấn công vào nền kinh tế do đại dịch khung flu làm cho suy trầm, nhưng đoàn đánh này cũng bị Donald Trump và đảng Cộng Hòa hóa giải nhẹ nhàng bằng việc chính phủ kêu gọi mở cửa nền kinh tế kèm theo giải pháp chống dịch khung flu. Ngay từ đầu, đảng Dân Chủ đã phạm phải sai lầm khi họ trốn dưới hầm để làm gương cho chủ trương của họ là đóng cửa nền kinh tế, nhưng họ lại ủng hộ khuyến mãi cho cái gọi là biểu tình ôn hòa của phong trào Black Lives Matter và phản đối cảnh sát. Trước chiêu đóng cửa nền kinh tế để làm sụp đổ nền kinh tế Hoa Kỳ, Hồng chiếm lấy thế thượng phong trong kỳ bầu cử của đảng Dân Chủ. Donald Trump đã khoét sâu vào chỗ này bằng cách đi ngược lại với đường lối của đảng Dân Chủ và Joe Biden. Ông Trump di chuyển như thoi đưa tới các tiểu bang chiến trường nơi mà cử tri phần lớn đã và đang ủng hộ cho ứng viên dân chủ, đặc biệt là họ đã dành sự ủng hộ cho Bernie Sanders trước khi ông này nhường đường đua cho Joe Biden. Tổng thống Trump đã mạnh tay mở cửa các nhà máy đã phải đóng cửa trước đây dưới thời cựu tổng thống Obama nắm quyền, đưa công ăn việc làm cho những người dân, đặc biệt là những người da màu gốc Phi và Ấn Độ sự xuất hiện của donald trump tại các bang chiến trường trong lúc này sẽ làm cho đảng dân chủ và joe biden tỏ ra lúng túng lo âu vì sức hấp dẫn của donald trump tại những nơi này với con người thật sẽ kích thích bản chất thực tế của người dân mỹ trong khi joe biden vẫn trốn dưới tầng hầm nếu đảng dân chủ không núp hầm và joe biden không sớm xuất hiện tại những bang chiến trường thì đồng ý họ đã trao cho donald trump bổn phiếu bầu cử mà lẽ ra sẽ thuộc về họ nếu họ cũng có mặt vận động như donald trump nhưng nếu họ cũng xuất hiện như donald trump thì có khác gì họ tự vỗ vào mặt họ bởi vì từ đầu đến giờ họ cương quyết đóng cửa kinh tế bằng cách làm gương trốn kỹ dưới tầng hầm Tức là nếu Joe Biden cũng xuất hiện tại các bang chiến trường như Donald Trump đã làm thì Donald Trump sẽ chỉ tay về phía Joe Biden và đảng Dân Chủ hô to. Quý vị đang ủng hộ cho việc mở cửa nền kinh tế của tôi, vậy tại sao trước đây quý vị năng nặc phản đối? Rõ ràng quý vị mới là kẻ chính trị hóa đại dịch khung flu. Joe Biden và phe Dân Chủ thực sự đang bị rối loạn vì những nước cờ của Tổng thống Trump. Nói cách khác, Tổng thống Trump quá cao tay khi đã đi trước những chiến lược mà đảng Dân Chủ không hề nghĩ tới. Bây giờ chỉ có cách khoanh tay chịu trói. Càng ngày, người dân Mỹ càng thấy rõ Joe Biden chỉ là một con rối do đảng Dân Chủ giật dây. Trong những cuộc tranh luận của phe Dân Chủ năm 2019, Joe Biden biểu hiện rất kém nếu so với Elizabeth Warren hay Bernie Sanders. Nhưng có lẽ phe Dân Chủ nghĩ rằng Joe Biden mới thích hợp là một bù nhìn để đảng có thể vo tròn bóp méo mặt tình. Vì thế mà đảng đã thuyết phục những Elizabeth Warren, Bernie Sanders nhượng bộ cho Joe Biden trở thành ứng cử viên tổng thống của phe Dân Chủ đối đầu với tổng thống Donald Trump. Nhưng đảng Dân Chủ đã sai lầm, thực sự sai lầm quá lớn khi đưa Joe Biden ra để đối đầu với người thông minh như tổng thống Trump một con người nhu nhược tuổi đã già sức khỏe tinh thần yếu kém như joe biden làm sao có thể tranh cơ với ông donald trump một tổng thống đương nhiệm đang bừng bừng khí thế joe biden đã yếu kém mà chiến thuật vận động của phe dân chủ được biểu hiện trước và trong đại hội dnc lại quá tệ Trước DNC, ekip Obama, Biden, Hillary, Pelosi đã cùng với truyền thông thổ tả vận dụng tối đa những trò bẩn thỉu để tấn công tổng thống Donald Trump, những tố cáo một chiều đầy mâu thuẫn, nhiều khi rất dơ giấy được truyền thông Mỹ nhắc đi nhắc lại, có sự chỉ đạo và hậu thuẫn từ phe cánh Pelosi và Clinton chỉ khiến cho người dân Mỹ ngán ngẩm tới khi Obama và Biden lợi dụng cái chết của George Floyd tại Minneapolis cổ vũ bạo loạn, cướp bóc, đốt phá tràn lan khắp nước Mỹ thì những trò bẩn thỉu của phe dân chủ đã lên tới đỉnh điểm và thực sự làm người Mỹ phẫn nộ. Thế nhưng, cái thực tế ê chề đó không đem lại bài học nào cho phe Obama, Biden, Hillary. Trong suốt 4 ngày của đại hội DNC tại Milwaukee, Wisconsin, Cả bay đảng Dân Chủ gồm hai vợ chồng Barack và Michelle Obama, hai vợ chồng nhà Clinton, John Kerry, Nancy Pelosi và những tên phản chủ Cộng hòa nhảy rào, tất cả đều gân cổ lên liệt kê ra đủ thứ tội của Tổng thống Trump và đòi trước phế ông. Không hiểu sao đầu óc của bộ tham mưu phê dân chủ lại đần độn tới như vậy. Đáng lý ra họ phải thấy phản ứng của người dân Mỹ sau khi trải qua những cuộc bạo loạn để mà thay đổi chiến thuật, đã kích vào ông Trump đã không có hiệu quả vận động cho Joe Biden mà chỉ khiến cho người dân Mỹ càng thấy rõ bộ mặt xảo trá, ma đầu của phe dân chủ. Trong hội nghị DNC, họ vẫn mờ mịt dẫm vào lỗi lầm cũ, đã mắc phải không lâu trước đó. Người nào lên diễn đàn cũng tiếp tục chuỗi Mr. Trump thay vì vạch ra những chủ trương khả thi để cải thiện nền kinh tế Mỹ, giảm chỉ số thất nghiệp, phải làm sao để đảm bảo an ninh công cộng, làm cho quốc phòng vững mạnh, đối phó với giả tâm thống trị thế giới của Trung Quốc tới khi đảng cộng hòa tiến hành đại hội tại charlotte với những biểu hiện tuyệt vời thì người dân mỹ càng thấy rõ đâu là ánh sáng đâu là bóng tối dĩ nhiên ekip của ông trump cũng có nhắc tới joe biden và chỉ rõ mức độ tai hại cho nước mỹ nếu ông ta được bầu làm tổng thống nhưng ekip của ông trump trước sau đều nhắm tới những điều thực tế mà người dân mỹ muốn nghe trong hơn 3 năm làm tổng thống Mỹ, ông Trump được tiếng là người hứa được và làm được. Vì thế, bây giờ họ hoàn toàn tin tưởng vào đường lối hoạt động mà ông đưa ra và hứa thực hiện nếu được tái đắc cử nhiệm kỳ 2, 2021 đến 2024. Người dân Mỹ đã quá chán ngán những trò bôi đen nói xấu của phe dân chủ, họ chỉ muốn biết trong 4 năm tới đây, nền kinh tế Mỹ có cơ hội trở dậy mạnh mẽ còn hơn trước khi bị cơn đại dịch coronavirus quét qua hay không. Họ muốn biết cơn dịch đang khiến cả 200.000 người Mỹ chết sẽ có phương án giải quyết hay không? Họ muốn biết về phương diện đối ngoại, nước Mỹ có phục hồi được uy tín trong một cường quốc đã từng bị Obama-Biden khiếp nhược đẩy xuống đáy bùng hay không? Những hy vọng này của người dân Mỹ đã được Tổng thống Donald Trump tuyên hứa nỗ lực hết mình. Chỉ còn mấy ngày, đại hội ANC với những chủ trương tốt đẹp của ekip Trump-Pen, phe dân chủ đã có những biểu hiện rối loạn trận thế. Trước hết là mụ cáo già Nancy Pelosi khoảng tuần trước tự dưng bà này tuyên bố với CNN. Tôi sẽ công nhận kết quả bầu cử tháng 11 này là hợp pháp nếu Tổng thống Trump tái đắc cử. Tiếp theo, bà Hillary Clinton tuyên bố ông Joe Biden chớ có chấp nhận thua trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và mới đây nhất là lời khuyên của bà Nancy Pelosi đối với ông Joe Biden. Tôi không nghĩ là nên có bất cứ tranh luận nào. Ý bà rõ ràng muốn bảo vệ Biden khỏi phải ngạn họng trước Tổng thống Trump. Thưa các bạn, chỉ cần đọc những biểu hiện của bà Hillary Clinton và Nancy Pelosi là đủ thấy phe Dân Chủ đang đánh lô tô trong bụng. Dù bà Hillary có gian trá khi khuyên Biden đừng công nhận thua trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì điều đó cũng chả giúp gì được cho phe Dân Chủ. Trước những trò bỉ ổi và hèn hạ đó, chính những Pelosi, Obama, Clinton và Joe Biden đang tự làm mất đi bản chất mà những người đi trước cố gây dựng đảng Dân Chủ là một trong hai đảng lãnh đạo chính của người dân Hoa Kỳ. Càng ngày, các phong trào cử tri đảng Dân Chủ rời khỏi đảng càng nhiều. Nhiều người còn nói rằng, tôi không thể chấp nhận được một lừa già Joe Biden và đảng Dân Chủ không biết nghĩ đến lợi ích phe nhóm lãnh đạo một đất nước như Hoa Kỳ. Thật không thể ngửa mặt lên được khi nghĩ về quá khứ, nghĩ về những người đã gây dựng một siêu cường nước Mỹ như bây giờ. Và mới đây nhất, dân biểu Jeff Van Drew, một trong những người có tiếng nói trong đảng Dân Chủ, đã tiết lộ lý do rời khỏi đảng này. Phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Cộng hòa, dân biểu Jeff Van trước đây là đảng Dân Chủ, nay đã chuyển qua đảng Cộng hòa đại diện cho khu vực Quốc hội số 2 của New Jersey, có bài phát biểu. Đây là lý do tại sao tôi rời khỏi đảng Dân Chủ và cách đảng Cộng hòa giữ cho Hoa Kỳ vững mạnh, thịnh vượng, xin lược dịch như sau. Nước Mỹ được thành lập bởi các chánh khách được hướng dẫn bởi các nguyên tắc đạo đức và chính trị mạnh mẽ. Những nguyên tắc này đã cho phép quốc gia phát triển và liên tục cải thiện chính mình. Thường thì đây là một quá trình đau khổ, một quá trình thường xuyên bị vấy bẩn bởi máu và nước mắt của các thế hệ đi trước chúng ta. Ngày nay, những nguyên tắc cơ bản này đang bị tấn công bởi những người theo đảng phái, nhiệt thành, những người muốn tấn công nền tảng đạo đức và chính trị của xã hội chúng ta và bắt đầu hoàn toàn mới. Đây là cơ hội để chúng tôi đứng lên đấu tranh cho nước Mỹ. Quyết định rời đảng Dân Chủ của tôi là một quyết định không hề nhẹ áp lực của các ông chủ trong đảng các nhà hoạt động và thậm chí cả đồng nghiệp của tôi rất lớn nhưng đảng dân chủ đã thay đổi nó không phải là đảng đã từng cho phép và khuyến khích tư tưởng tự do và tranh luận mạnh mẽ bây giờ nó chỉ là một đám đông điều khiển các quyết định chính sách với mục tiêu bắt đầu lại với một hệ thống quản trị mới tôi luôn được nói rằng đảng cộng hòa sẽ gạt tôi ra ngoài lề đẩy tôi sang một bên và coi tôi như bụi bẩn điều này không thể được thêm vào sự thật Tôi đã được chào đón với vòng tay rộng mở và ngay cả khi tôi không được đồng ý về một số vấn đề, quan điểm của tôi vẫn được tôn trọng. Bức tranh về đảng Cộng Hòa được vẽ bởi đảng Dân Chủ và các đồng minh của họ trên các phương tiện truyền thông hầu hết là sai sự thật. Trên thực tế, nhiều đồng nghiệp cũ của tôi tin chắc rằng đảng Cộng Hòa là nguyên nhân duy nhất của nhiều tệ nạn xã hội. Chính logic phi lý này đã cho phép họ coi thường đồng nghiệp và đồng bào của mình và gọi họ là đáng trách hoặc tệ hơn, Chúng ta phải phối hợp làm việc để giữ cho nước Mỹ thống nhất và đẩy lùi sự thiếu hiểu biết đó. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta phải tích cực tham gia vào cuộc chiến đấu cho dân tộc này. Tôi chưa bao giờ bị thúc đẩy bởi chính trị đảng phái, chỉ có mong muốn cải thiện cuộc sống của những người cử tri của tôi. Nước Mỹ đang phải chịu áp lực to lớn trong việc quay lưng lại với những thứ đã khiến nước này trở nên đặc biệt, không nhầm lẫn, nhiều đề xuất được đưa ra bởi đa số hạ viện trong quốc hội này, trong khi được che đậy bằng ngôn ngữ có ý tốt, không bị chi phối bởi sự thật và có bản chất cộng đồng. Nhiều người tiếp tục chạy khỏi Mỹ, tôi không thể, tôi phải chạy về phía Mỹ, tôi sẽ chiến đấu cho địa hạt của tôi, tiểu bang của tôi và quốc gia của tôi. Winston Churchill đã từng tuyên bố rằng dân chủ là hình thức chính phủ tồi tệ nhất ngoại trừ tất cả những hình thức khác đã được thử nghiệm. Nước Mỹ không hoàn hảo nhưng nó tốt hơn mọi sự thay thế. Tôi sẽ luôn tập trung vào việc hỗ trợ các đề xuất giúp nước Mỹ vững mạnh và thịnh vượng. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho xã hội những cơ hội mà các thể chế trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta có và sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta phải tích cực tham gia vào cuộc chiến đấu cho dân tộc này. Tôi yêu nước Mỹ và cơ hội dành cho nó, chúng ta phải tiếp tục cải thiện bản thân mà không phá hủy tất cả những giá trị mà khiến chúng ta trở nên vĩ đại. Vâng, bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.